Chào anh em nha, đây là Yamaha FJ201B, mình thanh lý với giá 2.200.000. Đây, cái này cũng khá là đẹp đấy anh em. Nhìn tổng quan mình sẽ quay gần quay sát cho anh em coi nha. Nhìn tổng quan thì nó rất là đẹp, mà mình muốn quay gần cho anh em soi kỹ á, để soi kỹ cái chi tiết. Nó chỉ bị xước sát nhẹ thôi nha, không bể vỡ, không hư hỏng gì nha. Đây là những chỗ xước sát quan trọng nè, còn lại những phần lấm tấm li ti nhỏ lắm. Ở lưng cũng vậy, nếu anh em nhìn tổng quan vậy sẽ không thấy nó xước sát, ở gần anh em sẽ thấy những cái vết bóng bóng á, nó sơ sơ thôi chứ không có gì á. Đàn cũ mà nó lâu năm rồi, cây này 40-50 tuổi rồi, cho nên những cái vết đó là vết bình thường nha anh em. Lâu ngày thì cây nào cũng bị hết á. Đây, khóa nó là khóa Yamaha, khóa Yamaha zin nha, zin của đàn luôn đó. Cần phím nè, action thì ok, mình đo lát mình sẽ đo cho anh em luôn, mình test cần phím cho anh em coi luôn nha. Đây, mình quay gần cho anh em coi. Mặt đàn khá đẹp nha anh em. Đây là những vết xước nhỏ xíu xiu luôn, cái này chùi ra luôn rồi, chùi ra luôn. Còn chỗ này là không phải xước luôn nha anh em, chỗ này là nó thâm vô gỗ, cũng là xước nhẹ xíu à. Đây, cái vết quan trọng nhất của mình đâu, ở đây xước nhẹ xíu luôn này. Nó xước mỏng lắm nha anh em, không vô gỗ luôn, cái gì nó làm phớt phớt trên lớp sơn thôi nha, phớt phớt trên lớp sơn thôi. Này, lưng của đàn đây. Nó hơi tối cái mặt này, cái chỗ này thí dụ như anh em muốn làm cho cái mặt này nó mới nó đẹp luôn á, thì anh em kêu mình làm cho anh em nha. Cái chỗ này mình có thể làm bóng lại cho anh em được, tại vì nó hơi ố cái vết dấu tay rồi nó dính á. Làm đẹp lại luôn cho anh em, làm miễn phí nha anh em. Cái này mình chà sơ, mình BU lại một cái nha, làm miễn phí cho anh em luôn nha. Cái mặt lưng này nè, anh em muốn làm thì làm, còn muốn để zin thì để zin, nó cũng chả ảnh hưởng gì anh em. Nè, nhìn thấy nó chả ảnh hưởng gì nha. Tại nó dính cái mồ hôi tay á, cả mấy cái xích vết xước nhỏ nhỏ li ti vậy thôi. Nó còn lại là cái đàn cũ mà, nó cũ, nó bình thường lắm, nó không hư hỏng, không lỗi lầm gì nha anh em. Cần phím action thì ok, đây là action mình chỉnh chuẩn cho anh em nha, action chuẩn cho anh em đó, acoustic. Mình test cần phím cho anh em nghe. Dưới cái tay cái quýnh nó bị tẹt nốt. Cần phím ok nha anh em, không có nốt nào bị hư bị lỗi nha. Bây giờ mình rải nhẹ rải đều cho anh em nghe nha. Âm nó rất là thanh, rất là vang nha anh em. Nó ngân anh em thấy không? Âm rất là tốt nha anh em. Yamaha FJ201B, sorry, cái này thì đàn Nhật nha anh em, sản xuất tại Nhật, âm thanh nó rất là tốt, âm vang tốt, tiếng đều đầy tiếng nha. Thì cái Yamaha FJ201B này mình đang bán với giá là 2.200.000 nha anh em, kèm bao và bảo hành đàn 1 năm. Số điện thoại và thông tin cửa hàng mình để ở phần mô tả và phần tiêu đề, anh em có thể xem trực tiếp trên màn hình cũng có nữa nha. Cảm ơn anh em nhiều nha, cảm ơn anh em đã xem và ủng hộ shop. Thank you.